Hello, em xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần nữa cho em Toàn xin gửi lời chào thân ái và trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị và các bạn và các cô các chú. Hôm nay là em có một cặp ông tơ vòng nguyệt của gốm Kutani họa tiết vẽ tay và có vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đây là ông tơ vòng nguyệt, đây là vàng nguyệt. Đấy, ông cầm cào và bà cầm chổi, gọi là ông quét ông bà quét ra ông cào vào. À, bây giờ em xin phép là em đo kích thước của ông trước, em báo cho mọi người xong là lát nữa em đo kích thước, em báo em quay cận cảnh sau. Đấy, ông tơ thì là chiều cao của nó là vào 31,5 mọi người nhé, chiều cao 31,5, bà thì là bà thì 27,5, bà 27,5. Chiều ngang thì là chiều ngang của ông là 18 mọi người nhé. Chiều em xin phép em đặt xuống đã, em đo kích thước đấy. Chiều ngang của bà là 14 mọi người nhé. Đấy, em xin phép là em quay bà trước, lát nữa thì em sẽ quay ông sau. Em cho lên đi, em cho lên, để lên như này cho nó đẹp để cho các bác cùng cùng xem, cùng chiêm ngưỡng. Đây, em xin phép để em nhấc ông lên em cho mọi người xem nhé. Đây mọi người, đây là que tre nhé, cái cào nhé, toàn bộ là Nhật làm nhé, em không làm nhé mọi người nhé. Đây, chuyện mộc đầy đủ. Đây là bộ ông tơ vàng nguyệt này của gốm Kutani nhé mọi người nhé. Đây, em xin phép em quay lại cho mọi người xem. Đấy, họa tiết vẽ vàng rất là đẹp óng ánh. Đây mọi người này, vẽ vàng này, rất là óng ánh luôn. Đẹp. Đấy, mọi người xem. Họa tiết vẽ nổi khối lên mọi người nhé. Đây mọi người sợ, đây là toàn bộ vẽ nổi khối lên hết. Đây, đằng sau đây mọi người. Đằng sau cũng vẽ vàng. Vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Cặp ông tơ bà nguyệt này trong tình trạng lành tít cho mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, em quay ông, đây là em quay bà. Đây, bà cũng chổi chổi cọ đây. Em đặt đây bà đấy nha mọi người nhé. Đây, chuyện mộc đầy đủ Kutani. Đấy, tình trạng là lành tít luôn mọi người. Ở cái đít này là nó có vết dạn thì cái này thì không tính rồi mọi người. Đây, em quay mặt đằng sau cho mọi người xem. Đây, mọi người xem kỹ thấy chưa, em quay sát lại nhé. Đó, họa tiết vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đây, những cái chỗ chấm xanh này nổi khối lên nhé, em quay nghiêng nghiêng này cho các bác xem. Ở đấy các bác nhìn thấy chưa, đây là vẽ vàng này mọi người này, vàng rất là đẹp luôn. Quay mặt cho không, em suýt nữa em quên mất, quên không quay mặt thì các bác kẹo không thấy mặt đâu. Mọi người ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây mọi người, em xin phép là em quay sát lại một chút nữa để cho mọi người cùng xem. Để em xin phép em kết thúc video. Đây nha mọi người nha. Em quay lại cận cảnh cho các bác xem này. Cặp ông tơ và nguyệt này thì em thấy là nó còn mới đến 90% luôn đấy mọi người ơi. Nó là hàng cũ thôi nhưng mà em thấy là nó rất là mới và rất là đẹp luôn.
Đấy, đây mặt trước em xin phép em quay lại để em quay mặt sau cho mọi người cùng xem nhá. Ôi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua cặp ông Tơ bà Nguyệt này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em xin chào mọi người.